Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin bắt gián điệp, Mỹ sẵn sàng rời thành đô. 3 ngày sau khi Mỹ quyết định đóng cửa tòa lãnh sự Trung Quốc tại Houston, chính quyền Trung Quốc vào ngày 24 tháng 7 đã trả đũa bằng việc ra lệnh đóng cửa cơ quan đại diện ngoại giao Hoa Kỳ tại thành đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên. Tuy nhiên, trước sự leo thang chưa từng có trong quan hệ ngoại giao giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Mỹ vẫn không có ý định hạ nhiệt căng thẳng khi tiếp tục bắt giữ và khởi tố các gián điệp của Trung Quốc. James Mucian, lãnh sự Mỹ tại thành đô, là một trong những nhà ngoại giao Mỹ có uy tín nhất tại Trung Quốc. Ông sử dụng thành thạo tiếng Hoa và có vợ là một người Đài Loan. Đây là hình ảnh vợ chồng lãnh sự Mỹ tại thành đô Jim Mucian. Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã leo thang đến mức làm đảo lộn mọi thứ như địa vị của cặp vợ chồng lãnh sự Mỹ tại thành đô trong lòng Hoa Lục. Theo đài tiếng nói nước Pháp AFI, từ vị lãnh sự được lòng dân nhất tại Trung Quốc với những màn biểu diễn âm nhạc ấn tượng, nhận được nhiều cảm tình của nhân dân sở tại, cùng với phu nhân là người rất có uy tín trong cộng đồng người Hoa, nổi tiếng với các chương trình hướng dẫn nấu ăn có thương hiệu. Nhà ngoại giao Jim đã cùng vợ giờ đây trở thành mục tiêu tấn công của một phần dư luận Trung Quốc. Trên mạng xã hội Weibo, tài khoản của phu nhân lãnh sự Mỹ trước đây tràn ngập những lời khen tặng, giờ thì bị thay thế bằng những lời thóa mạ mang đầy hơi hướng chủ nghĩa dân tộc. Theo truyền thông Trung Quốc, hạn chót để Tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành đô phải đóng cửa là 9 giờ sáng vào ngày 27 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Nhưng nhân viên ngoại giao Mỹ đã chủ động rời trụ sở trước thời hạn từ hôm 26 tháng 7. Tòa lãnh sự Hoa Kỳ đặt tại thành đô hoạt động từ năm 1985 với 200 nhân viên, trong đó có khoảng 150 nhân viên Trung Quốc. Đây là hình ảnh lãnh sự quán Mỹ tại thành đô. Giới quan sát đã đưa ra nhiều lý do dẫn đến việc Trung Quốc lựa chọn lãnh sự quán tại thành đô để trả đũa Mỹ. Lãnh sự quán thành đô là một trong 6 lãnh sự quán của Mỹ tại Trung Quốc, phụ trách 5 khu vực cấp tỉnh ở phía Tây Nam Trung Quốc là Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu, Trùng Khánh và vùng lãnh thổ nhạy cảm Tây Tạng. Đây là một địa điểm chiến lược đối với Hoa Kỳ do Tứ Xuyên là cửa ngõ vào Tây Tạng và Tân Cương, nên việc chọn thành đô được cho là nhằm mục đích muốn ngăn chặn đường tiến vào khu vực tự trị của các nhà ngoại giao Mỹ. Cũng vào năm 2013, cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden đã tiết lộ một bản đồ về những địa bàn hoạt động của tình báo Mỹ, trong đó có thành đô. Hơn nữa, lãnh sự quán thành đô cũng là nơi diễn ra một sự kiện nổi tiếng liên quan đến vụ việc đình đám của cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạch Lê Hy. Vào ngày 6 tháng 2 năm 2020, đây từng là nơi cựu phó thị trưởng và giám đốc công an Trùng Khánh Vương Lập Quân đem theo tài liệu tố cáo Bạch Lê Hy trốn vào xin tị nạn. Ông Cady Locker, đại sứ Mỹ tại Trung Quốc khi đó tiết lộ với truyền thông Mỹ rằng sau khi Bạch Hy Lai phát giác Vương Lập Quân chạy trốn, từng phái bộ đội an ninh vũ trang đến bao vây lãnh sự quán Mỹ tại thành đô. Cảm giác này nguy hiểm giống như trong phim gián điệp. Vào ngày 7 tháng 2 năm 2012, Vương Lập Quân đã rời khỏi lãnh sự quán sau 30 tiếng trốn bên trong, và đến tháng 9 năm 2012, ông này bị chính quyền Trung ương Bắc Kinh phạt án tù 15 năm. Tháng 9 năm 2013, Bạch Hy Lai đã bị án tù chung thân. Có phân tích lại cho rằng thành đô là một lựa chọn gây ít thiệt hại nhất cho quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ. Đây là hình ảnh bản đồ quân khu thành đô. So với các lãnh sự quán Mỹ ở Thượng Hải và Quảng Châu, tổng lãnh sự quán ở thành đô được đảm nhận khối lượng công việc liên quan kinh doanh rất ít. Do đó, giải pháp đóng cửa nơi này sẽ hạn chế tối đa thiệt hại và bất tiện về mặt kinh tế cho Trung Quốc lẫn Mỹ. Đây cũng có thể được coi là hành động kiềm chế căng thẳng của Bắc Kinh. Tuy nhiên, so với quy mô nhân sự thì tổng lãnh sự quán ở thành đô có 50 người là công dân Mỹ, còn tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston có khoảng 60 nhân viên lãnh sự Trung Quốc, tức là số lượng nhân viên của hai cơ quan đại diện ngoại giao là tương đương với nhau. Và vì vậy, việc chọn tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành đô là một biện pháp trả đũa tương xứng. Còn lý do chính thức mà chính quyền Trung Quốc đưa ra để lý giải việc đóng cửa lãnh sự quán thành đô là nhân viên ngoại giao tại đây can thiệp vào công việc của Trung Quốc và đã có những hoạt động không thích hợp với công tác ngoại giao. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc thì cáo buộc Washington từ lâu đã sử dụng tổng lãnh sự quán ở thành đô làm công cụ tiếp cận Tây Tạng và thu thập các thông tin tình báo về Tây Tạng và các khu vực khác.
Về phần mình, Mỹ vẫn tiếp tục thúc đẩy các biện pháp trừng phạt cứng rắn và lực lượng gián điệp Trung Quốc. Đây là hình ảnh nhà nghiên cứu Trung Quốc Zhang Yuan. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho hay vào ngày 24 tháng 7 năm 2020 đã bắt được nhà nghiên cứu Trung Quốc Zhang Yuan từng trốn trong tòa lãnh sự Trung Quốc tại San Francisco. Bà là một trong bốn người bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cáo buộc dùng hộ chiếu giả nhập cảnh vào Mỹ và che giấu liên quan tới quân đội Trung Quốc. Một quan chức của Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận với báo giới rằng một người chạy trốn vào tòa lãnh sự Trung Quốc ở San Francisco trong đêm thứ Năm ngày 23 tháng 7 năm 2020 đã bị bắt và đương sự đang bị tạm giam và trình diện trước một tòa án nội trong ngày 24 tháng 7. Và bà là một chuyên gia về bệnh ung thư và từ tháng 1 năm 2020 đã làm việc tại Đại học California. Bà Tăng đã chạy trốn vào lãnh sự quán Trung Quốc tại San Francisco sau khi bị các điệp viên FBI chất vấn vào ngày 20 tháng 6. Ngày 26 tháng 6, bà Tăng đã bị công tố Mỹ buộc khai man trong đơn xin cấp thị thực và che giấu thân phận là thành viên quân đội Trung Quốc. Bản thân bà Tăng Yuan từng phục vụ trong một bệnh viện quân y của Trung Quốc. Cùng với bà Tăng, FBI cũng phát hiện 3 người khác đã sử dụng hộ chiếu giả, đội lốt các nhà khoa học để do thám Hoa Kỳ. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự lễ duyệt binh của quân đội Trung Quốc. 3 công dân Trung Quốc bị cáo buộc gian lận trong thị thực và đã bị bắt trước bà Tăng Yuan là Wang Xin, Song Chen và Shao Qikai. Tất cả 4 công dân Trung Quốc nêu trên được cho là đã nói dối về vai trò của họ trong quân đội Trung Quốc, viết tắt là PLA, hoặc họ nói họ chưa từng phục vụ trong PLA hoặc tuyên bố đã xuất ngũ. Các sĩ quan hải quan và biên phòng Mỹ đã bắt giữ ông Wang Xin vào ngày 7 tháng 6 tại cảng hàng không quốc tế Los Angeles. Ông này đã khai rằng ông vẫn là thành viên của PLA và làm việc tại phòng thí nghiệm của Đại học Quân đội. Trong khi đó, Bộ Tư pháp cho biết trong đơn xin thị thực nhập cảnh Mỹ, ông Wang Xin khai rằng ông đã xuất ngũ từ năm 2016. Theo truyền thông quốc tế, 2 nhân vật còn lại là Song Chen và Shao Qikai đều bị giới chức Mỹ bắt vào ngày 18 tháng 7. Các công tố viên Mỹ đã cáo buộc rằng bà Song Chen đã tuyên bố rằng bà là bác sĩ chuyên khoa thần kinh và đã rời lực lượng vũ trang. Nhưng thực tế bà Song vẫn là thành viên của Bệnh viện Không quân PLA tại Trung Quốc. Trong khi đó, Shao Qikai khai báo chưa từng làm việc cho quân đội Trung Quốc, nhưng sự thực Shao là thành viên của một viện nghiên cứu hàng đầu của quân đội Trung Quốc. Cũng vẫn theo quan chức Mỹ, 4 trường hợp vừa bị bắt chỉ là phần nổi của táng băng chìm về những hoạt động tình báo của Trung Quốc nhắm vào các cơ sở nghiên cứu của Mỹ. Đây là hình ảnh lễ duyệt binh của quân đội Trung Quốc. Trung Quốc còn tuyển dụng công dân Singapore để thực hiện nhiệm vụ gián điệp tại Mỹ. Vào hôm 24 tháng 7 mới đây, trước một tòa án liên bang Mỹ, một công dân Singapore thú nhận làm tội gián điệp cho Trung Quốc. Công nhân Singapore này hoạt động tại Mỹ dưới một danh tính giả và tự nhận là người tuyển dụng nhân viên phục vụ cho chính phủ và quân đội Hoa Kỳ. Và trên thực tế, hãng của anh ta có nhiệm vụ thu thập những thông tin nhạy cảm của Mỹ để cung cấp cho phía chính quyền Trung Quốc trong giai đoạn từ năm 2015 cho đến tận năm 2019. Xa lưới cơ quan phản gián thuộc FBI, bị truy tố về tội làm gián điệp cho một lực lượng nước ngoài, đương sự đã nhận tội vào hôm 24 tháng 7 trước một tòa án liên bang tại Washington. Và như vậy, hàng loạt các gián điệp được phơi bày ra ánh sáng và căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc càng lúc càng tăng cao. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump còn tố cáo Trung Quốc đánh cắp các công trình nghiên cứu vaccine chống virus corona và can thiệp vào bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2020 tới đây. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai, ngày 27 tháng 7 năm 2020 với bản tin Bắt gián điệp, Mỹ sẵn sàng rời thành đô. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de